Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình văn hóa nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, vừa qua tại đường sách thành phố Vũng Tàu đã ra mắt ấn phẩm sách có chủ đề Bốn mùa em vui hát. Đây là sách về âm nhạc tập hợp 165 ca khúc viết về đề tài thiếu nhi do nhạc sĩ Hoàng Lương, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam sáng tác và phổ thơ trong nhiều năm, được nhà xuất bản Thanh niên ấn hành vào tháng 3 năm 2023. Tại sân khấu ngoài trời của đường sách thành phố Vũng Tàu, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức chương trình ca nhạc thiếu nhi với tên gọi Từ trang sách nhỏ, với những tiết mục được trích ra từ sách nhạc Bốn mùa em vui hát của nhạc sĩ Hoàng Lương. 165 tác phẩm âm nhạc viết về đề tài thiếu nhi của nhạc sĩ Hoàng Lương trong cuốn sách Bốn mùa em vui hát là bức tranh sinh động về tình yêu thiên nhiên, tình yêu con người, cuộc sống, đặc biệt là nét đẹp tâm hồn trong sáng của trẻ thơ. Bốn mùa em vui hát với những ca khúc thể hiện ước mơ, hoài niệm, sự biết ơn về quê hương đất nước, những vị anh hùng dân tộc như các bài Búp bê của em, Ước mơ trăng, Tiếng mưa, Có những con đường, Tuổi mộng mơ, Dần trăng quê, Em đến thăm chị Võ Thị Sáu, Về nguyên ngoại, Búp sen hồng. Nhạc sĩ Hoàng Lương quê quán ở tỉnh Hải Dương, nhưng ông lại được sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Nẵng. Cuộc sống với nhiều trải nghiệm đã trở thành nguồn cảm hứng để Hoàng Lương bước vào con đường sáng tác âm nhạc. Cuối năm 1983, ông vào làm việc tại công ty cao su Đồng Nai, góp công sức vào đội văn nghệ bán chuyên của công ty biểu diễn phục vụ công dân ở các nông trường cao su, tham dự hội thi, hội diễn trong ngành cả khu vực và toàn quốc. Đến năm 1992, nhạc sĩ Hoàng Lương chuyển về công tác tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện ông là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, trưởng ban âm nhạc, phó chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau 30 năm sinh sống tại vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu, nhạc sĩ Hoàng Lương đã có hàng trăm tác phẩm viết về quê hương đất nước cũng như đất và người Bà Rịa Vũng Tàu. Trong đó có gần 200 ca khúc viết về đề tài dành cho thiếu nhi, để lại dấu ấn sâu sắc trong dòng âm nhạc tuổi thần tiên. Bốn mùa em vui hát là cuốn sách thể hiện tình yêu của người nhạc sĩ dành cho các em thiếu nhi, giúp nuôi dưỡng những tâm hồn trong sáng. Cuốn sách với hình ảnh đẹp, màu sắc tươi sáng, phù hợp cho nhiều lứa tuổi. Thưa quý vị, chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện, 9 tháng 12 năm 2003, 9 tháng 12 năm 2023 và chào mừng lễ kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023. Huyện Đất Đỏ đã tổ chức lễ hội trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng và văn hóa ẩm thực Đất Đỏ năm 2023. Hơn 200 món ngon chế biến từ sản vật của địa phương đã được mang đến lễ hội trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng và văn hóa ẩm thực Đất Đỏ, thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Lễ hội trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng và văn hóa ẩm thực Đất Đỏ năm 2023 diễn ra tại khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ trong 2 ngày 21 và 22 tháng 4 vừa qua. Lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa diễn ra sôi nổi như triển lãm gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm được chứng nhận OCOP, sản phẩm làng nghề trái cây, các gian hàng quảng bá du lịch của huyện, trưng bày triển lãm các hình ảnh về hoạt động du lịch, tham quan nghỉ dưỡng, các khu di tích lịch sử trên địa bàn huyện Đất Đỏ. Trong đó, phần ẩm thực đã để lại ấn tượng thú vị cho người dân địa phương và du khách. Hơn 200 món ngon chế biến từ sản vật của địa phương đã được mang đến lễ hội. Các đơn vị tham gia đều lựa chọn để mang đến những món ăn đặc trưng tại địa phương mình như là gỏi cuốn, bánh xèo, bánh cuốn dân thịt, bánh bao chỉ, cùng hàng chục loại bánh dân gian khác giới thiệu rộng rãi đến bà con như là bánh tét bắp, bánh ít trần, bánh ú, bánh khoai mì, cùng hơn 40 loại chè, nước uống pha chế từ nhiều loại trái cây với nhiều hương vị khác nhau. Những bóng bánh, món chè thơm ngon gắn liền với đời sống vùng quê được chế biến từ hạt gạo, củ khoai thân thuộc là ký ức của biết bao thế hệ. Món ví dụ như bánh cuốn ba miền,
ăn với lại heo quay, ăn với lại giò chả mà hiện nay rất là thiết thực, mà người dân Bắc Hải rất là yêu quý món món này. Nó đã du nhập vào ở Bắc Hải này rất lâu đời, ăn nhiều cảm thấy rằng cảm nhận lễ hội ngày hôm nay thì đem lại cho người dân Bắc Hải được thưởng thức nhiều cái món ăn đặc sản. Đơn vị chúng tôi là mang đến tất cả những món ăn do chính tay chúng tôi, là mặc dù là cán bộ công nhân viên chức cũng không phải là người buôn bán, nhưng chúng tôi đã cố gắng bằng nhiệt huyết của mình đã là tự tay và làm ra những món ăn rất là dân dã, ví dụ như là sâm gỗ lượng, bánh tráng trộn, bánh mì pha lấu, chính tay những công nhân công chức viên chức chúng tôi đã tự làm. Lễ hội hôm nay chúng tôi thấy thật sự là ý nghĩa. Ngoài cái giờ làm việc thì chúng tôi là có cái cơ hội là trò chuyện với nhau, tiếp xúc với nhau, cùng nhau nấu ăn. Mặc dù không chuyên trong chế biến làm bánh trái, nhưng các đơn vị tham gia lễ hội với tinh thần mong muốn giới thiệu đặc sản địa phương mang đến đây rất nhiều món ăn ngon, hấp dẫn riêng có. Như ở gian hàng số 18, khối các đơn vị trực thuộc tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn huyện Đất Đỏ giới thiệu 8 món chè, gồm chè dầm, khoai dẻo, chuối, khoai môn, trôi nước, bắp, táo sọn, cùng 6 loại bánh dân gian như là bánh da lợn, bánh bò, bánh chuối hấp, bánh nướng, bánh tằm, bánh bao chỉ. Khiến thực khách thích thú vì được thưởng thức nhiều món ăn ngon, đậm đà hương vị quê hương. Hôm nay đến với cái chương trình ẩm thực thì đây là những cái loại bánh, những cái loại chè mà cái gian hàng của chúng tôi mang đến cho bà con ở đây để như mình gợi lại cái tuổi thơ, cái ký ức mà từ trước giờ mình đã có. Khi mà mình thưởng thức những cái món bánh và những cái món chè này thì mình sẽ nhớ lại là ngày xưa là ông bà mình đã chuẩn bị những cái món này, là du khách đến thì sẽ cảm nhận được là những cái cảm nhận đó của ngày xưa, của ùa về cái vùng của quê hương huyện Đất Đỏ. Còn với nhiều các chủ cơ sở chế biến ở địa phương, việc tham gia lễ hội không chỉ khẳng định thế mạnh về văn hóa ẩm thực của địa phương, mà qua đó họ còn kỳ vọng đây sẽ là dịp quảng bá khá hiệu quả. Hòa trong không khí nôn nức của lễ hội, người dân và du khách còn được thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật độc đáo. Các em nhỏ được trải nghiệm với nhiều trò chơi dân gian như là nhảy sạp, cầu bập bên, xem thả diều nghệ thuật. Du khách có dịp thưởng lãm chương trình nghệ thuật biểu diễn lân sư rồng với nhiều tiết mục đi lân địa bửu, múa lân tứ quý, nhảy mai hoa thung, múa rồng, biểu diễn trống hội, tạo nên một không gian lễ hội rộn ràng, đầy màu sắc, sinh động. Cảm thấy rất là vui vì là được trải nghiệm là rất là nhiều trò chơi bổ ích. Có mấy trò chơi về tuổi thơ như cà kheo, rồi nhảy sập. Em rất mong là huyện sẽ năm nào cũng sẽ thường xuyên tổ chức những cái lễ hội ẩm thực như thế này để cho người dân bà con đều cùng quê em hay là các kênh xã khác người ta có thể trưng bày những sản phẩm ăn ngon của mình. Theo tôi thấy thì cái chương trình lễ hội ẩm thực này là một cái chương trình rất là ý nghĩa. Thì lễ hội ẩm thực với các món ăn rất là đa dạng và phong phú và được những thành viên trình bày rất là đẹp mắt. Cộng với hoạt động thả diều thì có cái sức thu hút rất là lớn đối với người dân ạ. Và đưa lại nhiều cái hoạt động rất là bổ ích cho người dân ở đây, cung cấp cho người dân và cũng giống như là khách du lịch, khách tham quan hiểu thêm về những cái nền văn hóa, cái nền ẩm thực cũng như là những cái đặc trưng của cái vùng đất này. Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập huyện, lễ hội trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng và văn hóa ẩm thực Đất Đỏ năm 2023 thật sự tạo ấn tượng với người dân và du khách về quy mô và sự phong phú đa dạng. Qua đó giới thiệu sản phẩm du lịch, ẩm thực đặc trưng của địa phương, đồng thời quảng bá thế mạnh văn hóa du lịch của Đất Đỏ. Ở Phúc Hải trở thành một cái điểm du lịch mà hình thành những cái sản phẩm đặc trưng của địa phương để người tạo điều kiện cho những người dân, những cái hộ nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo có thể là cùng với mạnh thường quân, cùng với chính quyền có thể phối hợp để hỗ trợ việc buôn bán thành một cái lễ hội ẩm thực vào ban đêm vào những ngày cuối tuần để phục vụ cho du khách. Để qua đó du khách sẽ biết đến những cái sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời giúp cho người dân có thể có thêm thu nhập. Thưa quý vị, qua lễ hội trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng và văn hóa ẩm thực Đất Đỏ năm 2023, có thể thấy cuộc sống ngày hôm nay tại huyện Đất Đỏ nói riêng và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung luôn ngày một đổi thay. Ở từng địa phương không chỉ chú trọng hỗ trợ người dân phát triển kinh tế mà còn chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống,
tạo điều kiện cho người dân có cơ hội thưởng thức hoạt động văn hóa và nghệ thuật. Sau 2 ngày diễn ra, lễ hội đã khép lại trong tình thân ái, đoàn kết và hướng đến một tương lai tốt đẹp. Thưa quý vị, chương trình văn hóa nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.